Xin chào thầy, em hôm nay sẽ mô phỏng mặt đếm sản phẩm. Đầu tiên thì đây sẽ sử dụng bit 18F 4550 như đại học. Tiếp theo là hai IC chốt để dùng để quyết clip bài đoạn. Tiếp theo ta sử dụng 4 thanh ghi dịch. Và ngõ ra là 4 clip bài đoạn. Và ta sẽ cấp SSK để lên mà để cung cấp sung clock, còn SSD0 là dùng để dịch dữ liệu nối tiếp, còn RCK clip 4 clip bài đoạn thì dùng để điều khiển nạp dữ liệu song song từ bên trong IC thanh ghi dịch ra điều khiển clip bài đoạn, còn G4 clip bài đoạn dùng để cho phép xuất dữ liệu. Và ta sẽ sử dụng RE3 để làm nút nhấn. Và IC chốt thì các ngõ vào là các ngõ ra của bit từ RD0 cho tới RD7. Và nút LE là cho phép. Và OE thì xin nối xuống đất. Và ta sẽ sử dụng một code bất kỳ của đếm sản phẩm để mô phỏng. Thì em sẽ sử dụng đếm từ 0 tới 99. Với code đếm từ 0 tới 99 thì chương trình chính thì ta sẽ xuất ra IC chốt và điều kiện là từ 0 tới 99 thì sẽ xuất ra clip bài đoạn hai số, số hàng chục và hàng đơn vị, và delay là 200 giây. Ta sẽ thử. Đếm sản phẩm. Nút nút để dùng làm reset. Em đã trình bày xong mô phỏng đếm.